không đơn giản chỉ là món ăn. Đây là tinh hoa của trời đất, ươm mầm và lớn lên nhờ vẻ đẹp nên thơ của vùng đất phương Nam. Cùng với sự tìm tòi và sáng tạo của người dân Nam Bộ, bánh dân gian Nam Bộ từ lâu đã là nét đặc trưng văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa ẩm thực địa phương, là sản phẩm đặc thù thu hút khách du lịch. Tiếp nối việc bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 mang sứ mệnh đưa bánh dân gian Nam Bộ đến mọi người, từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Với gần 250 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, đặc sản vùng miền, khu trưng bày, trình diễn, giới thiệu bánh cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra lễ hội, các hoạt động dỗ tổ vua Hùng mùng 10 tháng 3 âm lịch cũng được tổ chức hoành tráng tại đền thờ các vua Hùng. Hứa hẹn sẽ là điểm đến ẩm thực và văn hóa hấp dẫn cho du khách đến với thành phố Cần Thơ. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024, địa điểm tổ chức tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thời gian từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024.